Sâu về cũng có những cái mà My thì tính My thật sự là My cũng không có nói ra, với lại mình cũng không không muốn nói ra để cho họ mẹ mẹ chồng con dâu không có hòa hợp ấy, nên là những cái gì không đáng thì My cũng tự giấu. Mình chỉ cảm thấy những có vài lần mình cảm thấy buồn, thực sự là mình đang quan tâm về quan tâm và lo cho mẹ, như công việc của mẹ đang làm hay là mẹ đang kiểu như là đang tiếp xúc với những người hay là quen biết với cái những người bạn xung quanh của mẹ, chuyện của mẹ sao rồi, công việc của mẹ như thế nào. Mẹ cứ mình lo mình góp ý nhưng mà mẹ cứ đấy là chuyện của mẹ để mẹ tự quyết. Thực ra là cũng thương các cháu nên nhiều khi mà có những cái việc mà tôi làm ấy là tôi cứ tự tôi thôi ạ. Là hai mẹ con ở Hà Nội và đây thì tham gia chương trình luôn. Dạ không, con thì con ở trong này, mẹ thì Hà Nội. Thì bây giờ là vợ chồng con là rước mẹ vào Sài Gòn ở chung luôn. Nên là mẹ mới vào đây. Mẹ chồng là ở nhà làm công việc gì? Dạ em cũng, tôi cũng kinh doanh rồi. Kinh doanh luôn. Cũng có tham gia vào bên đoàn nghệ thuật của dân tộc Hồng Hà. Hay quá. Con dâu làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi? Dạ đến bây giờ thì chắc được 2 năm rồi chú. 2 năm. Rồi. Hiện tại công việc của mình là gì hả chị? Hiện tại em thì em làm một phần là phụ với lại chồng em là bên mảng kinh doanh xe hơi ấy. Thỉnh thoảng em cũng có đi tham gia một số phim ngắn trên kênh YouTube. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì với cô gái này? Thưa anh Quỳnh Ninh, là khi mà lần đầu tiên gặp cháu ấy thì tôi thấy là cháu nó cũng rất là dễ thương và cháu cũng rất là giản dị. Trong con người của cháu ấy là tôi thấy là cháu nó có một cái điều gì đó, nó có phần có cái nét của buồn buồn một chút, thì tôi lại thích là cháu là có một cái sâu thẳm như thế, thì cho tôi muốn là tìm hiểu xem là cháu là như thế nào. Còn chị thì sao ạ? Tại em ấy thì là gốc Đà Nẵng, người miền Trung mà ở trong Nam. Hồi trước em cũng nghĩ là em lấy chồng Bắc. Mà trong tâm lý mình lúc nào cũng nghĩ là mẹ chồng hay là ba bố chồng người Bắc thì sẽ rất là khó, sẽ phong kiến như ngày xưa là phải bắt con dâu làm này làm kia, nhưng mà mẹ em thì không có như vậy. Chồng em dẫn rủ về nhà mẹ thì ban đầu mình cũng thấy sợ sợ, mình chưa tiếp xúc mà thấy tướng mẹ cũng hơi mập mập rồi, nhìn kiểu hơi dữ hơi khó ấy. Nên ban đầu em cũng sợ lắm, ban đầu gặp mẹ là vẫn chưa nói chuyện nhiều đâu. Xong đến ngày thứ hai quay lại rồi em cũng nấu ăn các kiểu, xong thì lúc đấy thì thấy mẹ cũng nói chuyện cười rồi giỡn rồi cũng nói chuyện, thì lúc đấy mình cũng thấy là thì ra là mẹ cũng không khó. Rồi sau khi dần dần tiếp xúc thì em mới thấy được thì không phải như lúc đầu. Khi thấy cháu cũng sống rất tình cảm, cháu về và cũng bảo mẹ ơi để con chúng con vào nấu cơm, thế là cháu cũng vào nấu cơm cho mẹ ăn. Nấu ngon không? Món cháu gì? Nấu rất là ngon. Nấu món miền Nam hả? Đúng rồi ạ. Mẹ nhớ con nấu món gì cho mẹ không? Mẹ không nhớ, tại vì món ăn của trong miền trong cho nên là mẹ không nhớ. Món đầu tiên em về em ra đấy là em nấu là bò nhúng giấm cháo mắm nêm. Đấy là lần đầu tiên em làm cái mắm nêm theo kiểu miền Trung, còn bò nhúng giấm thì theo kiểu cũng hơi Lai Nam. Thì bữa đấy em cũng không nghĩ là người miền Bắc người ta ăn được mắm nêm đâu, nên là bữa đấy còn có bạn của mẹ nữa, mẹ rủ bạn nữa. Ai ngờ đâu bữa đấy làm lần đầu tiên làm được mẹ khen, rồi mọi người cũng khen là làm nước chấm ngon, rồi món này ngon. Thấy là lạ đúng không? Dạ. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Rồi quen bao lâu thì mình mới tổ chức đám cưới? Mới có tầm đâu 5-6 tháng là tụi con cưới rồi. Cưới rồi. Sau đó thì cưới rồi nó có khác với những ngày rồi gặp mặt không? Dạ thì nói chung là khi mà trước khi cưới đến sau khi cưới thì mẹ em vẫn như vậy, cũng không có gì thay đổi. Rồi một phần thì thực chất là mẹ lúc đấy mẹ ở Hà Nội, khi tụi em cưới xong thì vợ chồng em ở trong Nam để làm việc, nên là cũng hai mẹ con cũng ít gần lắm. Không, nhưng mà cái cưới xong có ở ngoài đó mấy ngày không hay thế nào? Dạ cũng có. Đó, trong thời gian đó, thời gian đó thì mình phục vụ mẹ chồng thế nào? Hình như cái lúc ở ngoài kia hầu như là mẹ nấu cho con ăn không. Cái lúc mà em về ngoài Bắc thì hầu như là mẹ nấu không à. Hai mẹ con là
cái khẩu vị nó có hợp nhau không cô? Tại vì con thấy bị khác vùng miền á. Đúng rồi. Nhưng mà với tôi thì tôi ăn các món ăn của cháu thì rất là ngon. Dạ. Và cũng thấy phù hợp thôi ạ. Và cũng làm món Bắc thì thấy cháu cũng không thấy cháu kêu chê điều gì cả. Thật sự thì món Bắc ấy thì em cũng không có hảo lắm. Cũng giống như mẹ nấu có những món em ăn cũng được. Nhưng mà chẳng hạn như mẹ thì có nấu cá chép, nhưng mà nhà em thì không ăn cá chép. Rồi có cái món là ở ngoài Bắc cái gì mà đậu ôm chuối gì đó mẹ. À, đậu ốc ôm chuối. Chỉ có món đó thì em mẹ thì hầu như mẹ bảo là ngon, nhưng mà em thì có vẻ như em không hợp lắm á, nên em không ăn được lắm. Nhưng những cái món bình thường thì em ăn được. Rồi cái hòa hợp với văn hóa của người Bắc với người Nam đó, thì em có hòa hợp với mẹ chồng với cha chồng được không? Em thì chỉ có mẹ thôi, mẹ chồng thôi, còn bố thì không có. Nên là thực sự để hòa hợp thì nó cũng mẹ chưa gọi là hòa hợp. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mình có bị khác về ngôn ngữ không nè? Cũng có chút ấy. Thế nhưng mà đầu tiên thì tôi nghe cháu nó nói cũng có những từ mà tôi cũng không hiểu lắm. Không tôi hiểu nghe luôn lại. Cô. Đúng rồi ạ. Dạ. Cũng phải hỏi lại và nghe lại á. Thế nhưng mà cháu nó nói thì cũng dễ nghe thôi, chứ cũng không khó lắm. Rồi mình thấy mình hợp điều gì với con dâu của mình? Hợp thì thấy cháu nó cũng vui tươi, thì tôi thì cũng rất là, tôi sống kiểu con người cũng có một chút nghệ thuật ấy, nên là tôi cũng thấy cũng phù hợp với cháu. À, tức là hai mẹ con cùng làm nghệ thuật mà. Yeah. Thành ra có thể hợp với nhau. Nhưng có vấn đề gì mà nó chưa hợp lắm từ lúc mà làm dâu 2 năm tới bây giờ? Tôi thì tôi không thấy có cái điều gì là không hợp hết ấy. Cháu sống cũng rất là tình cảm và cũng chan hòa, nói chung là trong gia đình thì cũng không có điều gì cả. Mặc dù là mẹ con sống với nhau không nhiều, nhưng mẹ con cũng hay chia sẻ với nhau qua điện thoại. Hai mẹ con nói chuyện qua điện thoại thì bao lâu một lần, mấy phút, có thể hay là mấy tiếng hay là thế nào đó, để xem coi có hợp với nhau. Còn hợp với nhau tôi nói lâu lắm. Dạ. Mà có khi nào con dâu gọi điện về cho mình mét cái chuyện của con mình không cô? Cái chuyện đó thì cũng không có đó. Thường thường là các cháu chỉ sợ là mẹ buồn hay sao ấy, cho nên các cháu nó ít khi chia sẻ riêng của các cháu đó. Thường thì con dâu gọi điện về nói chuyện với mẹ bao lâu? Chắc cũng lâu nhất cũng gần tiếng mẹ nhờ. Dạ. Thì tụi em xa mẹ mà, rồi mẹ cũng có bệnh trong người ấy. Nên là em cũng hay quan tâm gọi điện, rồi hai mẹ con tám hết cái chuyện này đến chuyện kia ấy. Kiểu ấy, hầu như là một tuần ít nhất thì em cũng gọi về cho mẹ 3-4 lần. Vậy là cũng được đó. Chứ nói chuyện cả tiếng hồi chắc cũng hợp nhau nhiều lắm á. Chứ nhiều khi mà con dâu mẹ chồng không có hợp đó, gọi điện nói mẹ khỏe không? Dạ vậy thôi nha mẹ. Vậy thôi nha mẹ nha, rồi xong đó. Được cái là cháu rất là quan tâm đến mẹ. Và cũng thấy mẹ hay bị ốm yếu, nhiều khi là có một mình nữa, nên là cháu cũng hay quan tâm, cháu hỏi han nhiều lắm. Mẹ giữ gìn sức khỏe rồi thuốc uống như thế nào nhiều khi tôi còn hỏi cháu về thuốc nữa cơ. À, vâng ạ. Tin tưởng con dâu đến mức vậy luôn. Dạ vâng ạ. Thế nên nhiều khi mà có một chuyện gì thế là tôi cũng hay gọi điện và tôi hay hỏi cháu. Tôi thì tôi thấy cũng bình thường thôi, hai mẹ con thì cũng cứ chia sẻ bình thường. Ví dụ như trong ngày mà nấu ăn hay cái gì mà, ví dụ cái món gì mà con nó muốn ăn thì mẹ cũng không hiểu là con ăn muốn gì, bởi vì con thì ăn một theo như là miền trong, còn mẹ thì ăn theo kiểu ngoài miền Bắc. Cho nên nhiều khi là tôi cũng nấu cơm theo cái, vẫn theo kiểu người Bắc. Thế còn cháu thì tôi cũng chỉ bảo là thôi đợi con về xem là ăn món gì hoặc như thế nào ấy, thì là cứ chờ con thôi. Dạ. Vâng ạ. Mình ở vô đây rồi mình có buồn không cô? Tại vì con nghĩ là mình đã sống ở ngoài kia rất là lâu rồi. Vì giờ cô đây rồi, con đi làm hoài rồi, ở nhà mình buồn không cô? Đúng rồi, tôi cũng quen rồi, cho nên cũng thấy bình thường thôi ạ. Rồi đây mình có cháu chưa? Dạ, hiện tại thì vợ chồng con tính năm sau mới có. Trước mắt là cũng rước mẹ vào xong rồi mới nghĩ tới có cháu để cho mẹ. Thật ra là rước mẹ vào mẹ có cháu. Để cho mẹ bùa vui. Chứ nếu không mẹ buồn lắm. Vui mà mẹ này. Hai vợ chồng vui mà mẹ ở mình lủi thủi thì cũng buồn đó. Dạ. Còn có gì kiếm cho mẹ một tình yêu nào đó để cho mẹ vui. Mẹ đang có tình yêu rồi chú. Vậy là tốt rồi. Rồi bây giờ có lẽ là mời cô dâu qua bên đây. Qua đây cái tâm sự với Hồ Bích Trâm đi ha. Nãy giờ là ngồi kế mẹ chồng rồi, có những chuyện nào mà không dám nói là qua đây nói hết nha. Hồi nãy em nghe chị có tâm sự á, là tại vì cái khoảng thời gian mà mình ở chung với mẹ chồng không có nhiều á, thì mình mới đưa mẹ vô đây thôi. Thì những ngày mà mình ở đây vậy thì có bao giờ mình làm cái gì cho mẹ buồn hoặc là mẹ hiểu lầm mình chưa? Thật sự mà để mà bảo là cho mẹ buồn hay mẹ hiểu lầm thì mẹ cũng không biết là
Tại vì thực sự mà nói thì mẹ cũng không có gọi là bảo là mẹ buồn cái gì về tụi con hay là như nào, mẹ đều giấu hết. Nên là thực sự gọi là hai mẹ con đồng ý là có chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà đa phần chỉ là hôm nay mẹ ăn cơm chưa, hay là mẹ có uống thuốc chưa, hay là hôm nay mẹ buôn bán ra sao, rồi hỏi han con lại. Chứ còn thực sự mà để kêu mẹ ơi mẹ có buồn gì tụi con không thì lại không thấy mẹ nói gì hết. Nên là cũng thực sự là My cũng không biết là mẹ có buồn cái gì hay là có phật ý gì về mình hay không. Nói thẳng ra là bây giờ cũng khó lắm. Tại vì hai mẹ con nó chưa có cái khoảng thời gian sống chung với nhau lâu dài. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ thì cũng mới dọn vô thôi. Nhưng mà em nghĩ là sau này ví dụ như là mình có baby nè, bắt đầu con cái nè, rồi mẹ chồng nè, rồi mẹ trông cháu nè. Nhưng mà hồi đó giờ chị có một cái chuyện nào mà chị để trong lòng mình mà chị chưa bao giờ chị nói cho mẹ nghe không? Thật sự mà nói mà để trong lòng thì cũng có cái chuyện mà chẳng hạn như là lúc mà hai vợ chồng cưới, rồi sau về cũng có những cái mà My thì tính My thật sự là My cũng không có nói ra, với lại mình cũng không muốn nói ra để cho họ mẹ chồng con dâu không có hòa hợp ấy. Nên là những cái gì không đáng thì My cũng tự giấu. Mình chỉ cảm thấy những có vài lần mình cảm thấy buồn, thực sự là mình đang quan tâm về quan tâm và lo cho mẹ, như công việc của mẹ đang làm, hay là mẹ đang kiểu như là đang tiếp xúc với những người, hay là quen biết với cái những người bạn xung quanh của mẹ, chuyện của mẹ sao rồi, công việc của mẹ như thế nào. Mẹ cứ mình lo mình góp ý nhưng mà mẹ cứ đấy là chuyện của mẹ để mẹ tự quyết, cứ kiểu như là mẹ giấu con cái á, mẹ không chịu tâm sự cho con cái. Trong khi ấy làm giờ chồng My thì muốn biết là công việc của mẹ người ta có đang lừa mẹ không, rồi tiền bạc mẹ đưa cho người ta có thực sự là đúng hay không. Cứ nói mẹ thì mẹ cứ thôi để chuyện đó của mẹ để mẹ tự quyết. Mình chỉ buồn ở chỗ đấy thôi, là cảm giác như mẹ không có tin tưởng con cái kiểu vậy. Không phải không tin tưởng đâu chị, mà mẹ chưa sẵn sàng mở lòng mình nhiều. Đúng rồi. Đó, cô nghe chưa ạ? Chị My chỉ có nói là thực ra là chị, đây là những cái điều mà chị với lại anh á muốn quan tâm cô thôi. Nhưng mà tại vì cô không có chia sẻ cho nên là nhiều khi bị tủi lòng á. Tại sao mình lại ít chia sẻ với con dâu như vậy? Thực ra là cũng thương các cháu, cho nên nhiều khi mà có những cái việc mà tôi làm ấy là tôi cứ tự tôi thôi ạ. Nhất là về cái đồng tiền kinh tế thì tôi cũng muốn là có một cái góc riêng. Tức là ví dụ các cháu nó bây giờ lớn rồi, thế thì ví dụ như là lúc nào mà khi nào mà các cháu cần thì mẹ cũng biết. Thế nhưng mà mẹ cũng phải, không phải là không tin tưởng các cháu, rất tin tưởng các cháu. Nhưng mà có cái là cái tính cách của tôi thì tôi hay trầm tính và tôi ít chia sẻ. Và tôi cứ hay tự tôi làm ạ. Tại vì từ trước đến giờ là không có bố cháu, nên là có một mình tôi lo cho các cháu từ lúc bé cho đến bây giờ. Cho nên là tôi cũng cứ như vậy thôi, nó thành nó quen rồi á. Nhưng mà thật ra nếu trong nhà chỉ có con trai không chia sẻ, nhưng mà có con dâu cũng là phụ nữ với nhau, mình chia sẻ nó dễ hơn chứ. Dạ, đúng rồi. Vì cũng gần cháu nó cũng ít. Vâng ạ. Nhưng lý do tại sao mẹ quyết định vào Sài Gòn ở với con dâu? Thì tôi cũng nghĩ là các cháu cũng rất nhiều lần động viên mẹ. Là bây giờ mẹ ốm đau, nhiều khi các cháu nó cũng cứ phàn nàn là mẹ ốm mà mẹ cứ ở ngoài đó mẹ không có chịu vào. Thì tôi nghĩ là thôi các cháu nó cũng thương mẹ. Đêm hôm ốm đau có một mình, ví dụ ban ngày thì còn nhờ được bạn bè xung quanh hàng xóm, nhưng mà ban đêm thì không có một ai hết. Nên là nhiều lúc cũng cảm thấy nó vừa cô đơn này, lại vừa nữa là cũng tủi. Nhưng có điều gì mà mình muốn nói với con dâu mà mình ngại nói, mình không nói không? Cũng có những điều mà tôi cũng không muốn là các cháu nó suy nghĩ. Thế ví dụ có những cái mà tôi muốn nói với con trai nhưng mà tôi lại không muốn nói với con dâu để con dâu buồn. Cũng tìm cách im lặng. Đấy, nhiều lúc tôi cũng không muốn chia sẻ. Nhưng sao mình không chia sẻ cho nó? Đấy. Để con cháu nó hiểu mình hơn. Dạ, hoặc là mình chia sẻ để nó lớn hơn mà. Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng phải có thời gian, thêm thời gian, bởi vì là tôi với các cháu nó ở với gần nhau là ít. Thật ra chị là một người làm nghệ thuật thì Linh nghĩ rằng nó cũng rất là thoáng, rất là thoải mái khi mình chia sẻ. Nó giống như là một cái con người của mình sống bằng cảm xúc là chính đó mà. Mình cứ đúng cảm xúc đó mình nói vậy thôi, mình cũng không có ngại gì ai hết trơn. Dạ, chắc là con dâu cũng chưa có chạm đến cảm xúc đó, thành ra mẹ chồng cũng chưa có nói à. Dạ đúng rồi. Vì hai mẹ con mà ngồi với nhau để mà riêng tư thì cũng ít. Còn nói chuyện qua điện thoại thì có những cái mình nói, và có những cái mình nói qua điện thoại nó không tiện lắm. À. Vâng ạ.
Vậy thì hôm nào đó về nhà đó, mình cùng với con trai với con dâu đó, mình kiếm một cái không gian nào đó lãng mạn hay là nhẹ nhàng, ví dụ như ngồi uống cà phê ở đâu đó hay đi du lịch đâu đó, thì mình tâm sự, mình chia sẻ hết những cái khúc mắc. Bởi vì mẹ chồng nàng dâu cũng ít ở chung với nhau, cũng ít ở chung với con trai, nên mỗi lần nói là chắc một chút gì e ngại, giống như nãy giờ chị nói ha. Dạ, nên rồi. Tổ chức những cái cuộc gần gũi nhau như thế, trong cái niềm vui thì thật ra là góp ý không có là gì cả, nhưng mà nếu mà không có những cái điều kiện đó thì mình nói cũng hơi khó. Dạ đúng rồi. Hoặc là hôm nay nếu mà thích nói gì thì một hồi có con dâu ở đây mình cứ nói thoải mái luôn. Dạ nha. Ok. Chị dạ. Đã còn chuyện gì nữa không? Còn chuyện gì mà để trong lòng mà chưa nói ra được không? Em thấy là còn đó. Mà chị, em biết là chị còn ngại với mẹ, chị cũng chưa dám nói. Xịt rửa mũi xoàng Nam Dược, xịt sạch thông mũi, ngăn ngừa và giảm viêm mũi xoàng. Cũng còn một chuyện là chị cũng hơi suy nghĩ. Ban đầu thì cũng bảo là mẹ vào đây với tụi con đi. Thì mẹ lại bảo là mẹ vẫn vào, nhưng mà chắc mẹ không ở chung. Mình muốn mẹ vào đây để cho mình chăm sóc. Thật sự là mình không ngại về cái chuyện làm dâu. Nó thẳng ra mình không ngại về chuyện làm dâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình cảm giác như là mẹ đang ngại, là không muốn ở chung với mình. Một phần thì chắc cũng là do mẹ cũng có tình yêu của mẹ. Mẹ muốn là hai người có không gian riêng, mà mẹ không muốn phiền tới con cái. Đấy là lúc ban đầu mình bảo mẹ vào đây trước đi, mẹ vào một mình trước để mẹ quen đường quen xá, xong ok mọi thứ rồi thì mẹ hẳn hãy thuê nhà ngoài sao. Đúng rồi, rồi mẹ hẳn rước bác vào. Đấy, nhưng mà lúc đó thì mẹ cứ một hai là mẹ phải vào chung với bác. Đấy, nên là lúc đó thì mình cũng cảm thấy là mình cũng hơi buồn, là cảm giác như là sao mình thấy là mẹ cứ quyết là mình phải có bác vào mẹ mới vào. Đấy, cảm giác như là phải mẹ đi vào với bác mẹ mới vào, còn mẹ đi một mình mẹ vào với con các con thì mẹ lại không muốn. Nên lúc đó thì mình cũng hơi buồn, có một sự suy nghĩ một xíu. Mẹ suy nghĩ kỹ một xíu, chứ mẹ đừng có nghĩ người ta tốt mẹ là hiện tại là như vậy. Nói chung là tính em lo xa lắm. Lo xa. Em bị lo xa. Dạ đúng rồi, thì thật ra là tại vì mẹ cũng có tâm sự với mình, cho nên đâm ra là hai mẹ con cũng chưa có hiểu nhau nhiều lắm về cái vấn đề đó. Nhưng mà em hiểu được cái tâm tư của chị. Thật ra là chị muốn mẹ là vô trong đây để cho chi, để cho hai đứa con chăm sóc. Tại vì mẹ bị bệnh này kia thì mình thương mẹ, tại vì chị là con dâu mà em thấy là như vậy là rất là tốt luôn á. Tại vì con dâu mà lo cho mẹ chồng nhiều như vậy là mừng lắm đó. Nhưng mà bây giờ thôi mình tôn trọng cái quyết định của mẹ ha. Dạ rồi, thôi mời chị về bên đây luôn nha. Hôm nay thì có điều kiện hai mẹ con đã bộc bạch rất là nhiều điều mà gần như hai mẹ con chưa bao giờ nói với nhau. Dạ. Đó là một cách để chúng ta có thể gần nhau nhiều hơn. Thật ra thì câu chuyện này nó cũng không phải là gì nó phức tạp lắm. Vấn đề là hai mẹ con ít nói với nhau, ít chia sẻ với nhau, ít ở gần nhau thôi. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay đó thì mình nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Thật ra thì tôi chỉ nghĩ là tôi vẫn còn khỏe và cháu thì chưa có con, các cháu thì cũng đi làm suốt. Thế mẹ thì cũng muốn là có một cái việc làm để cho nó vui cái tuổi gọi là tuổi già của mình đi. Thì tôi cũng vào đây là xác định vào đây là cũng để làm ăn nữa. Vào với các cháu thì thứ nhất là gần các cháu, thứ hai nữa là cũng là công việc làm ăn. Thì tôi cũng có kết hợp bạn bè có để làm ăn. Thế cho nên là tôi bảo tôi cũng phải trải nghiệm thử xem là cái thị trường ở trong này với cái năng lực của mình bây giờ mình vẫn còn sức khỏe thì mình vẫn phải làm. Khi nào mà tôi ốm yếu thật sự, tôi nhờ đến các con thì lúc đó tôi về hẳn với các cháu. Còn bây giờ thì mình còn khỏe, mình cứ làm đã. Và làm thì tôi chọn cách là tôi sống gần các con, để có gì thì các cháu vẫn chạy qua được tới với mẹ, và mẹ cũng có thể vẫn về được với các con. Đấy, chứ người Nam người Bắc thì nó lại xa xôi quá. Đó cũng là một cách ở gần con. Dạ đúng. Chứ không phải là mẹ là có ai đó hay là ấy mà mẹ không có nghĩ đến các con là không đúng. Hoặc là đây mẹ đang nghĩ đến các con đó thì mẹ mới vào đây. Mẹ mới đi vào đây. Đúng đó. Rồi sau đó thì từ từ hiểu nhau, thì càng gần nhau biết đâu ngày nào đó mình ở chung luôn. Dạ. Nói cách mẹ cũng tính như thế. Dạ đúng. Hả? Vâng ạ. Rồi hôm nay thì mẹ cũng nói với con của mình không? Tôi thì chỉ nói với cháu là tôi rất là thương cháu. Đấy, thương cả hai vợ chồng cháu. Nhưng mà vì là thứ nhất là mẹ đúng là mẹ có ốm yếu, thế nhưng mà cũng rất là muốn nhờ các con. Nhưng bây giờ mẹ vẫn còn sức để mẹ làm. Đó, còn các con thì luôn luôn vẫn là bên cạnh mẹ rồi. Và mẹ vẫn luôn luôn hướng về các con.
Cho nên là các con cũng không phải suy nghĩ gì về mẹ nhiều. Còn tất nhiên khi mẹ ốm đau thì có các con bên cạnh, đấy là điều mẹ rất là mừng, chứ không xa xôi được như ngoài kia nữa. Đấy, nên các con phải hiểu và thông cảm cho mẹ. Nói chung ấy, vợ chồng con ấy chỉ bây giờ mẹ từng ở Bắc và trong Nam, mẹ quyết định là sẽ sống ở Sài Gòn. Thì người Sài Gòn nói chung có lối sống tất nhiên là nó sẽ khác nhau, mẹ mới vào. Nên cái gì tụi con cũng muốn là tư vấn cho mẹ, góp ý cho mẹ. Nên là mẹ làm cái gì tụi con cũng chỉ muốn là mẹ chia sẻ với tụi con là mẹ đang tiếp xúc người đấy như vậy, rồi mẹ đang làm ăn với người đó để tụi con biết. Tại vì tụi con sống ở trong này lâu rồi, tụi con biết nó như thế nào. Đấy, nên con chỉ muốn biết, muốn vợ chồng con chỉ muốn là mẹ chia sẻ nhiều với vợ chồng con hơn thôi. Rồi. Tất nhiên là bây giờ mẹ ở gần thì mẹ phải chia sẻ các con ấy. Hôm nay chị là làm nghệ thuật bộ môn gì? Về hát thôi ạ. Và múa hát ạ. Bây giờ hát một đoạn nào đó thế? Dạ, đúng rồi, chứ là giờ tự nhiên đi. Mẹ thường hát đâu, okay, mẹ hát bài gì nè? Bài gì đi, bắt tông luôn nè. Bài gì? Bài gì chú Linh hát chung luôn. Ừ, hát chung luôn. Con hát luôn. Hà Nội mùa này phải không? Được. Hát Hà Nội mùa này vắng như đúng rồi. Yeah. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Thật sự là cứ hát mấy câu thôi tại vì tôi quên rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho mẹ chồng nàng dâu sẽ gắn kết mãi mãi luôn. Chúng ta nói gì nói, chúng ta là một nhà đó. Chúng ta sẽ ăn đời ở kiếp với nhau luôn. Biết đâu sau này là mẹ vào quen rồi, mẹ sẽ ở với con dâu luôn. Rồi sinh con đẻ cái ra thì bà giữ cho ai? Dạ. Bà chăm lúc đó bà vui. Lúc đó thì sự gắn kết nó chặt hơn được. Mẹ có muốn con thay đổi gì không? Mẹ chỉ muốn làm sao các con hạnh phúc, vui vẻ và cố gắng mẹ con mình hiểu nhau nhiều hơn và gần gũi nhau nhiều hơn nhé. Dạ. Mẹ có một món quà nhỏ để tặng cho con, hy vọng là con sẽ vui. Con cảm ơn mẹ. Mẹ có bất ngờ một chút xíu nhé. Thì dạ, con về con, mẹ muốn con về nhà con mở ra, con tự mở ra. Dạ. Và con cảm nhận cái tình cảm của mẹ nhé.